chúng tôi rất tin tưởng rằng với chuyến thăm của chúng tôi sẽ nâng tầm tầm cao mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Và xin chúc Hoa Kỳ phồn vinh, nhân dân Hoa Kỳ hạnh phúc. Và xin cảm ơn tất cả các bạn. Thank you very much for the kind of thank you very much. Good job. Thank you. Cái bắt tay thật chặt và dứt khoát của vị Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải với Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ George Bush đã tạo ra một cột mốc bất tử trong quan hệ song phương. Cái sự kiện của anh Sáu Khải thăm Mỹ với tư cách là nguyên thủ quốc gia đầu tiên Việt Nam, nó là một sự kiện thì ghê gớm, có những chấn động trong nước và quốc tế họ nhìn vào. Tại sao đó là một sự kiện ghê gớm? Bộ phim này không kể lại một câu chuyện mà mọi người đều đã biết. Bộ phim này tìm kiếm những tầng sâu hơn đằng sau những gì đã diễn ra. Để chúng ta hiểu rằng phải vượt qua những khó khăn lớn đến mức nào mới có được một cái bắt tay thật chặt và dứt khoát giữa hai bên. Hành động mà chỉ vài năm trước đó vẫn là điều kiêng kỵ. Tại sao nhà lãnh đạo Việt Nam luôn mang trên tay một mảnh giấy bí ẩn trong suốt cuộc hội đàm? Rộng lớn hơn, khuôn khổ chuyến viếng thăm là hành trình khó tin của Thủ tướng Phan Văn Khải trong cuộc chuyển mình không thể lường trước của Việt Nam những năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Lịch sử không lặp lại như khuôn đúc, nhưng nó gieo xuống những vật điệu giống nhau. Đó là câu danh ngôn bất hủ của đại văn hào Mark Twain. Những bài học lịch sử từ nhân vật có khả năng ra quyết định cho con đường của quốc gia, dân tộc luôn đóng góp đáng giá để soi chiếu phương hướng tương lai. Phim tài liệu Nhà kỹ trị, 21 giờ 50 phút các ngày 25, 26, 27 tháng 12 năm 2023 trên sóng VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam.